Chào bạn nhé. Hôm nay Sophie giới thiệu cho các bạn cái loại cảm biến rung nhé. Cái cảm biến này các bạn có thể là dùng để chế cái còi chống trộm, hoặc các bạn có thể là dùng cái cảm biến này để chế còi cảnh báo này, hoặc kết hợp với các loại chuông. Các bạn có thể là kết hợp với relay trễ để tạo thành cái mạch để đóng mở đèn. Đóng mở đèn tức là có hẹn giờ các bạn. Hoặc là các bạn có thể là chế nhiều cái ứng dụng khác. Tức là khi mà các bạn đã lên được ý tưởng thì các bạn sẽ sử dụng cảm biến này kết hợp với nhiều cái mạch khác thì nó sẽ có rất là nhiều cái ứng dụng vào trong gia đình nhé. Thì hôm nay ở cái phần đầu video thì mình sẽ nói về các cái thông số thôi. Còn phần sau thì mình sẽ đấu nối cái cảm biến này, nó có cả cực âm cực dương, mình sẽ đấu cho các bạn thấy luôn. Thì cái phần sau của video là để phục vụ cho bạn nào lần đầu tiên các bạn tiếp cận với cả các cái mạch điện. Thì các bạn có thể là các bạn biết, còn bạn nào mà đã biết rồi thì các bạn chỉ cần nhìn qua các cái thông số mà về cái mạch này thôi. Thì cái mạch này như các bạn thấy đây thì nó sẽ có 3 chân. Cái chân thứ nhất là VCC thì nối điện áp dương rồi. Bạn nào biết rồi thì các bạn là quá rõ. Cái chân ở giữa này, cái ký hiệu này là ký hiệu mà chân nối đất, tức là bạn nối vào cực âm. Điện là điện từ điện mạch hoạt động từ 3,3 đến khoảng 5V nha các bạn nhé. Còn chân DO này tức là chân chân xuất nguồn tín hiệu các bạn. Day out. Thì các bạn cảm nhìn cái cảm biến này đây, nó sẽ có hai cái dây, một cái dây rất bé đây nha. Đấy. Âm dương này, người ta ký hiệu rồi. Nhưng mà cái dây bé này, các bạn chú ý cẩn thận làm nó bị đứt nha. Còn đây là cái biến trở để nó chỉnh cái độ nhạy của cảm biến. Đó, cái biến trở này nó là cái loại vi chỉnh. Còn đây là các cái bóng LED để nó làm cái đèn báo thôi. Đấy, mạch cảm biến thì các bạn nhìn đây, nó rất là bé. Giá của nó khá là rẻ, quanh quẩn khoảng 10.000 đồng. Còn đây về cái chiều dài tổng thể mình đo luôn cả từ đầu đến chân luôn. Khoảng 55 mm. Cái này có sai số nhé các bạn nhé. Có những cái mạch thì nó ngắn hơn, dài hơn một tí. Chiều rộng thì khoảng 13 mm. Chiều rộng khoảng 15 nhé, lại mình kẹp vào cái biến trở. Đấy, còn về cái chiều cao này các bạn, chiều cao tính cả cái biến trở này thì nó rơi vào hơn 7 mm. Đấy, mình đo ở cái phần chân hàn này thì cái dài ngắn thôi. Thì các bạn cứ lấy cái thông số tương đối thôi. Đấy, cảm biến này thì bây giờ mình đấy là về các cái thông số thôi nha các bạn nhá. Điện áp hoạt động từ từ 3,3 đến 5,5V rồi. Còn dòng của nó rơi vào khoảng 10 mA, thì cái này nó nhỏ thôi. Các bạn chế cháo không quan tâm đến cái đấy lắm. Còn các cái mạch này thì giá nó khoảng 10.000 đồng, nó là mạch rẻ nên các cái sai số ví dụ như dòng nó ăn hay là như này như kia thì nó cũng tương đối thôi các bạn nhé. Chứ giá thành thấp thì cũng không thể nào yêu cầu nó quá là cao được. Ví dụ các bạn mua cái điện thoại mấy chục triệu nó vẫn có lỗi nhé. Còn đây bây giờ mình sẽ nối cái mạch để cho các bạn thấy là cái ứng dụng của nó. Cái mạch này thì mình chỉ nối cái mạch đơn giản thôi, tức là cũng dùng các cái bóng led để cho các bạn thấy. Còn đây là cái nguồn 12V này, mình đã hạ áp xuống còn khoảng tầm 4,2 4,3V này. Các bạn nhìn này 4,3. Hai cái dây nguồn ra đây. Mình sẽ sử dụng là cái bóng đèn này để cho các bạn thấy là cái nguồn tín hiệu của nó khi xuất ra thì nó sáng được bao nhiêu nhé. Đây là cái bóng đèn 3W. 3W thì nó đã phân cực âm dương. Bạn nào mà xem video của mình rồi thì các bạn sẽ biết là cái này mình dùng rất là nhiều. Thật ra là các cái mạch này nó cũng chủ yếu là để cho các bạn nhìn thấy nguyên lý thôi. Các bạn biết nguyên lý, các bạn đã biết rồi thì các bạn có nhiều cách chế khác nhau. Còn về nguyên lý thì giống như các bạn học ngày xưa mình học bảng chữ cái ấy, A, B, C thì mình nhìn được cái nguyên lý ra thì sau này các bạn sẽ biết để làm nhiều thứ hơn. Chế cháo cái này thì bạn nào mới làm thì cứ bình tĩnh các bạn. Còn ví dụ như mà mình làm một cái gì đấy nó phức tạp hơn thì các bạn nhiều khi khó hiểu ấy. Còn mục đích của mình hôm nay là quay, thứ nhất là giới thiệu cái mạch này. Bạn nào quan tâm thì các bạn có thể đặt hàng chỗ số mình theo đường link bên dưới phần thông tin mô tả video. Cái phần thứ hai là mình muốn hướng dẫn cái bạn nào lần đầu tiên mà tiếp xúc với các mạch điện, hoặc các bạn là thích mày mò thì mình đây cái phần sau của video này mình sẽ làm cái này. Hôm nay giọng của mình thì nó cũng hơi khó nghe, chắc phải nhập tí nước. Nó kiểu là nó không được trơn các bạn. Đấy, bây giờ bắt đầu mình sẽ nối nguồn nhá.
Đối nguồn thì bây giờ để cấp cho cái nguồn của mạch này các bạn. Đây này. VCC này, bạn nhìn thấy là VCC nhé, cho cái dây lâu đi. Dây một lâu này các bạn là cấp vào nguồn dương này, nguồn dương chính là cái kẹp và sống phổ đỏ. Đấy. Nguồn âm là cái dây màu xanh nhé. Các bạn nối trực tiếp vào thì nó sẽ sáng. Nguồn các bạn chú ý là cấp dưới 5V nhé. Cái nguồn để nuôi mạch này này, dưới 5V, các bạn dùng trên 5V là cháy. Còn cái bóng đèn LED này là sử dụng cái điện áp 5V nha các bạn nhé. Đấy các bạn cứ lưu ý là cứ cấp cái điện áp đừng quá, nó khó cháy lắm. Chứ còn các bạn không để ý chỉnh áp, nhiều khi các bạn dùng luôn cái nguồn điện áp quy 12V là cháy ngay. Đấy. Cái kẹp cá sấu này của mình thì nó có một tí tiếp xúc vậy thôi, nhiều khi là nó hay bị tuột lắm. Tí nữa mình sẽ sử dụng một kẹp khác. Đấy các bạn thấy không, nó tuột này. Đó. Còn bây giờ là cái nguồn da nhé, à, cái đầu da này, cái chân da này mình sẽ dùng cái dây màu vàng. Dây màu vàng. Cái đầu da này các bạn, mình sẽ thử hai cái cực âm và dương luôn để xem đầu da này nó là âm hay dương. Bạn nào mới mày mò các bạn khỏi cần hỏi luôn, để mình đấu cho các bạn thấy luôn nó có cháy hay không cháy nhé. Thế thì cái bóng đèn này nó đã phân cực âm và dương rồi, thì các bạn phải cấp đúng âm và dương thì nó mới sáng được nhé. Cái đoạn này là nó, bạn nào mới làm là hơi rối này, các bạn để ý này. Để mình nâng cao một xíu. Đó. Mình lấy âm này, âm là từ cái kẹp đen này nhá. Đó, âm này. Các bạn lưu ý đây là âm. Mình sử dụng một cái kẹp này chẳng qua để nối hai cái đầu này vào cho nó không tuột thôi. Chứ còn các bạn nhớ đây là nguồn âm. Hiện tại mình đang cho nguồn âm là có hai dây này đây. Đấy, còn cái kẹp này kẹp vào đây để cho nó tiếp xúc nó dẫn điện thôi nhá. Đấy, tại vì cái đầu mỏ này nó có, đây là cái chỗ ống bọc cách điện rồi, nó sẽ không tiếp xúc được. Nên mình phải dùng cái kẹp này để nó giữ hai cái đầu lưu bông này nó không tuột thôi. Rồi bây giờ đây là hai cái chân này, đây chân âm này các bạn này, đây chân dương này. Các bạn cắm cắm nguồn đèn này vào đúng như thế nhá. Âm đây. Và đây là dương này. Đây, dương này. Đấy, các bạn. Cái đèn nó sáng này. Đây, đèn sáng nhá. Cái dòng da này thì nó hơi bé đấy, các bạn nhìn thấy cái đèn nó không được sáng lắm đâu. Cái bóng này bóng những 3W cơ. Công suất là 3W. Đấy, đây là mình đang để này các bạn này. Đấy. Nó vẫn đang sáng đèn, mình sẽ chỉnh về cái mức thấp nhất nhá. Đó. Làm sao để các bạn có thể thấy được cái bóng đèn này. Đây ví dụ mình chỉnh đây, mình sẽ chỉnh về ngược chiều kim đồng hồ. Hết cỡ, đèn vẫn đang sáng. Mình đang quay điều kiện buổi tối, nó đang có bóng, đang có đèn điện nó chiếu nhá. Các bạn để ý ở cái bóng này này. Đó. Rồi này, các bạn này. Chỉnh kịch bên phải này là nó sẽ tắt. Nhả ra rung không sáng luôn. Đấy các bạn nhé. Đấy các bạn thấy không. Các bạn lưu ý là đây là cái biến trở vi chỉnh, các bạn vặn vừa tay thôi. Các bạn là nó chỉ có xoáy được một xíu thôi, nên là các bạn nào mà vặn mạnh là nó bị hỏng luôn đấy. Các bạn cứ vặn vừa tay, thấy nó hơi cứng, nó hơi rít là bỏ luôn, tức là nó đến đến ngưỡng của nó rồi. Này bắt đầu mình chỉnh ngược lại nha. Đấy nó lại sáng các bạn. Đây chỉnh này rồi bắt đầu này, nó vẫn sáng các bạn, tức là ở cái bàn của mình đây mình không chạm vào nữa, không dùng nhưng nó vẫn sáng. Rồi đây là mình đang câu từ cái nguồn này là ra là nguồn dương các bạn nhé. Các bạn nhìn đây là cái dây dương này, cái dây màu sẫm này để vào bóng đèn là dây dương. Bây giờ mình sẽ đổi ngược lại, mình sẽ cho nguồn âm, tức là từ cái mạch này ra nó sẽ, mình sẽ đấu cái nguồn âm của cái bóng đèn này vào xem nó có khác biệt không nhé. Tất nhiên là có khác biệt đấy, mình nói luôn là có khác biệt, mình đã làm rồi để cho các bạn, mình làm hai cái cách âm và dương để cho các bạn thấy cái sự khác biệt thôi. Rồi bây giờ các bạn chú ý cái phần này này. Đấy. Cái dây đầu ra không thay đổi nhá. Đó, nhưng mà cái dây đầu vào này của cái bóng đèn này thì sẽ thay đổi này. Này các bạn chú ý này. Đây dây dương này. Mình sẽ lấy cái nguồn dương. Đó, ngược cái lúc nãy đấy, cái lúc nãy là mình dùng hai cái dùng cái kẹp trung gian này này để nối vào nguồn âm, nhưng cái này mình lấy nguồn dương này.
bạn về mà mua về các bạn cứ làm như mình làm ấy, nếu mà làm ngược các bạn cứ làm tiếp không cháy đâu, cứ cấp đủ cái nguồn thôi, đừng quá 5 vô là được đấy các bạn thấy nhá. Rồi nguồn âm các bạn nối vào đây, nguồn âm là nối trực tiếp này, còn đang công điện nguồn dương nhá. Cái video này của mình bạn nào mới làm thì các bạn đừng lách video các cái khúc này nhá, các bạn mà lách video này nhiều khi nó bị lọt lọt vào nào không ra đâu. Rồi đây là nguồn dương này, nguồn dương thì các bạn phải nối cái nguồn dương vào nhá, nguồn dương chính là dây màu sẫm đây. Đấy. Còn đây là nguồn âm này các bạn, nguồn âm này. Đấy. Các bạn thấy nhá. Đấy, chạm rung vào sáng này. Này, chạm rung vào sáng này. Đấy các bạn thấy không? Sáng rất là nhanh. Cái này nếu mà dùng để kích relay và các bạn kết hợp với cả cái mạch tạo trễ ấy, thì bắt đầu rung một cái là mạch tạo trễ nó có tín hiệu rồi, là bắt đầu nó đếm theo cái thời gian. Mạch tạo trễ có thể là đếm được đến 20 giây nha các bạn nha. Nó có nhiều loại mạch nhưng mà thường thị trường sẽ dùng cái loại mạch khoảng 20 giây. Đấy. Đấy mình vừa rung thì nó sáng này các bạn thấy này. Đó. Đấy, cái này sáng chuẩn luôn. Tức là các bạn chỉ cần không rung một cái hay cái độ rung nó yếu là nó tắt luôn. Này, chạm cái sáng này. Bây giờ mình sẽ chỉnh biến trở nhé. Bây giờ chỉnh về ngược chiều kim đồng hồ này. Rồi. Rung có sáng nhưng mà rất là yếu. Các bạn nhìn này không? Đấy, nó lập lè xíu thôi. Đó. Bây giờ mình sẽ chỉnh cái mức cao nhất. Mức tức là nó kịch luôn của theo chiều kim đồng hồ á. Rung hay không rung thì nó vẫn cứ sáng đều nha các bạn nha. Đấy các bạn chú ý. Đấy hai cái trạng thái khi các bạn vặn biến trở thì các bạn không nên để cho nó ở các cái mức ví dụ là ngược chiều kim đồng hồ hay như là xuôi chiều kim đồng hồ, cái mức mức ngưỡng của nó ấy, thì các bạn không nên đặt ở cái mức cuối cùng đấy. Các bạn nên vặn ngược nó lại một xíu. Mình chỉnh này. Đấy. Cái mức này thì khá là nhạy đấy. Đấy. Dùng cái này như sáng này. Các bạn thấy không? Nên khi các bạn chỉnh các cái cảm biến này các bạn cứ cho vào thực tế này các bạn chỉnh. Chỉnh cái biến trở này cho nó theo. Tại vì như mình vừa nói cái mạch này nó mạch rẻ tiền nên cái độ sai số của nó cũng tương đối lớn. Trên thị trường thì mạch nào cũng như nhau thôi. Các bạn có yêu cầu nó tốt hơn thì các bạn phải mua cái mạch đắt gấp rất nhiều lần cái mạch này, còn hơn chục nghìn nó chỉ thế này thôi. Đấy. Tuy nhiên các bạn mà để chế thì bắt đầu rung cửa, rung kiếc hoặc là rung xe máy thì các bạn chế cái này vào thì nó khá là nhạy, tại vì các bạn có dựng cái xe máy lên một cái là cái độ rung nó sẽ lớn hơn nhiều, lớn hơn cái tay của mình đập như này. Đấy các bạn nhé, mạch này thì các bạn có thể là kích cái relay tạo trễ. Như các bạn thấy thì cái bóng này bóng đèn 3W, điện áp thì đuôi cái bóng này là 5V, nhưng mà nó rất là sáng, rất là yếu nhá. Nên là chính vì thế nên các bạn chỉ dùng cái mạch này làm cái mạch xuất tín hiệu thôi. Còn các bạn cần các cái mạch trung gian như là mạch relay hoặc là các mạch tạo trễ. Đấy, để các bạn đóng mở các thiết bị công suất nó cao hơn. Chẳng hạn như là điện áp DC cũng được, vài volt cũng được, hoặc là lên đến tận 250V. Đấy là các bạn phải sử dụng relay. Đấy là mình giới thiệu về cái mạch này và cách ứng dụng. Còn sau này mình sẽ làm các cái video mà nó kết hợp mạch này với cả các mạch ghi âm giọng nói hay là mạch tạo trễ thì để cho các bạn thấy được cái ứng dụng của nó. Còn hôm nay là mình chỉ giới thiệu về cái cảm biến rung này thôi. Đấy. Và đấu cái đèn đơn giản này thôi để cho bạn nào mới tiếp cận thì các bạn có thể là tìm hiểu được. Còn chủ yếu lúc nãy mình cũng nói một số cái ý tưởng, còn bạn nào biết rồi thì các bạn có thể là kết hợp để các bạn nối các cái ý tưởng đấy vào với nhau. Còn làm thì các bạn cứ lưu ý là cái điện áp. Các cái mạch này thường sử dụng điện DC, các bạn đừng cấp quá nguồn, nó rất là khó cháy nhé. Còn các bạn làm cấp quá một cái nó cháy ngay. Đấy còn mạch thì cái đường link mình sẽ để ngay dưới phần thông tin mô tả video, các bạn có thể kích vào đấy để đặt hàng trên Shopee và Lazada. Thì số mình bán ở trên Shopee và Lazada đấy. Thì các bạn khi mà đặt hàng ở trên Shopee và Lazada thì các bạn lên đặt đơn từ 50.000 nhé. Tại vì khi các bạn đặt các đơn đấy thì các bạn sẽ được miễn phí vận chuyển lên đến 20.000 đồng. Các bạn mà thường mình bán rất nhiều đơn hàng, các bạn ở Hà Nội thì mất khoảng 3.000 đồng tiền phí thôi. Còn các bạn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây mất hết khoảng 10.000.
Đấy, nên các bạn nhớ mua là cái tiền tổng tiền sản phẩm trở lên ấy, là trên 50.000, chứ còn các bạn cộng cả phí vào trên 50 không được đâu. Thế các bạn lưu ý cái đấy nhé. Hàng tháng thì Shopee và Lazada cho rất là nhiều cái mã miễn phí vận chuyển, các bạn nên nhập cái mã đây vào. Nếu các bạn không nhập thì nó cũng phí thôi. Đó, còn các bạn có thể là kết bạn qua với số mình qua cái số điện thoại này, các bạn Zalo ấy các bạn. Đấy, số điện thoại đây. Các bạn kết bạn vào đấy, có gì các bạn nhắn tin hỏi mình trên trên Zalo thì mình thường truy cập Zalo mình sẽ phản hồi các bạn sớm nhất. Còn cái mạch này thì mình đã nói rất là kỹ rồi. Bạn nào xem đoạn này mà các bạn lag nhiều quá thì các bạn đi xem lại. Tại vì video của mình chủ yếu làm để cho các bạn mà lần đầu tiên tiếp cận ấy, các bạn mới thì mình sẽ nói rất là kỹ. Còn bạn nào biết rồi, các bạn chỉ cần tất cả các video về sau thì các bạn chỉ cần xem khoảng 2-3 phút đầu thôi là các bạn nắm được hết các cái thông số tương đối của mạch rồi. Đấy, con hàng nhà mình thì có như là mình bán như thế, mình quay sản phẩm thực tế cho các bạn thấy rồi. Đó, còn các bạn khi mua hàng trên Lazada, bạn đa các bạn lưu ý là các bạn nên kích vào các cái hình nhỏ ở dưới cái hình lớn nhá. Trên đấy nó sẽ hiện lên các cái lựa chọn của nhiều sản phẩm khác, thì các bạn kích vào đấy nó sẽ hiện lên lựa chọn, thì các bạn đọc kỹ nhá. Số mình đã ghi thông tin rất là kỹ rồi nhưng mà sợ các bạn đặt nhầm. Đó. Còn các bạn có thể là đăng ký kênh YouTube của số mình, các bạn đang xem ở trên kênh của số mình. Thì các bạn có thể đăng ký để sau này cập nhật các cái video mình giới thiệu sản phẩm thực tế, các bạn có thể là thấy được cái hình ảnh thực tế của nó luôn. Và các bạn cũng có thể là có được những cái ý tưởng mới. Tại vì số mình thì về sau mình sẽ làm các cái video dài, còn hiện tại thì đang quay cái quá trình là quay để giới thiệu các cái mạch điện. Giống như kiểu là như mình vừa nói là các bạn cũng giống như mình thì mình sẽ đưa cái ý tưởng giống như là học O A B C rồi đấy, xong ghép chữ sau. Chứ bây giờ mà làm các cái video nó hoành tráng hơn, thứ nhất là nó dài, cái thứ hai là một số bạn các bạn nhìn mà nó sẽ bị rối nhá. Bạn nào quan tâm có thể đặt hàng cho shop mình nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.